Xin chào, đây là S Game và ngày hôm nay thì mình sẽ có đây tựa game mang tên là Hopeless True. Các bạn nếu như bạn còn nhớ thì trước đây đã có cái phiên bản 1, phiên bản Hopeless đời 1 thì nó sẽ là có rất là nhiều những con màu vàng vàng mà nó đứng xung quanh một cái quầng sáng và xung quanh thì đều là bóng tối, và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là bắn những cái con quái vật nó tiến đến những con màu vàng và không bắn vào đồng minh của mình. Đến bây giờ thì nó là phiên bản thứ 2 rồi thì chúng ta sẽ cùng xem nó có những cái sự khác biệt gì so với lại phiên bản đầu tiên. Và đây là cái giao diện của cái trò chơi Hopeless đời thứ 2. Chúng ta sẽ vẫn vào vai những cái con nhỏ nhỏ xinh xinh màu vàng như thế này. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta sẽ không còn đứng một mình đứng một chỗ nữa mà sẽ di chuyển ở trên một cái con tàu đường ray. Mình vừa bắn chết đồng minh của mình rồi. Đấy, những cái đồng minh của mình là những cái con màu vàng, còn quái vật là những con này rất là nguy hiểm. Có rất nhiều quái vật, mình sẽ hồi sinh. Không được bắn vào đồng minh của mình và để ý bắn chết con quái vật. Ôi dồi ôi, lỡ tay, mỗi một lần bị quái vật ăn thì sẽ bị mất một con đồng minh. Rất là nhiều con nó sẽ xuất hiện từ trên trời hay là từ bên cạnh hay là từ bên trái từ bên phải. Chúng ta sẽ phải rất cẩn thận. Và cũng cẩn thận không được bắn chết đồng minh của mình. Sợ vãi, tối đen như mực. Rồi mình vừa mới bị con đấy nó ăn chết, đập chết. Ô, sao đấy nhỉ, bắn không chết là như nào, bắn hai phát nó mới chết à, hình như là đam bé quá. Có lẽ là mình sẽ phải nâng cấp súng. Mình đã complete được level này, tuy nhiên thì mình được có 2 sao thôi. Súng yếu quá, bây giờ phải nâng cấp súng. Ok, đây chúng ta sẽ có một weapon này. Mình có 5.000 tiền. À, có tận gần 10.000 tiền cơ, xem có mua được khẩu gì khác không. Đây, chỉ đủ tiền mua khẩu shotgun này thôi. À, hay là tiết kiệm tiền mua hẳn khẩu xịn. Rồi, tiết kiệm tiền nhá. Tiết kiệm tiền mua hẳn khẩu xịn. Chúng ta sẽ tiếp tục trên đường ray tối đen như mực. Thỉnh thoảng có những cái bóng xuất hiện. Chúng ta sẽ cần phải xem nó là bóng của địch hay là bóng của ta. Bóng này là của địch này. Thôi, mình vừa bắn chết thằng đồng minh rồi. Nguy hiểm vãi. À! Trời ơi, nó to vãi. Bắn hai ba phát nó mới chết đi, vì là súng yếu quá. Ui ôi, nhiều thế hả rồi. Ui nhiều thế vãi. Điên rồi. Thôi, có lẽ là không tiết kiệm được rồi. Súng quá yếu, nâng cấp súng thôi. Rồi, mình sẽ mua khẩu shotgun này. Ok, chơi thôi. Đấy, súng khác nhìn đẹp hẳn. Con quái vật. Đấy, bây giờ súng này bắn lan là thôi. Nó là shotgun mà, nó sẽ bắn lan. Đây đấy, một phát chết luôn, nó không nhìn lúc nãy bắn hai ba phát mới chết. Xàm vãi. Nào, mẹ ở đây, tao cân hết. Ui dồi ôi. Sợ vãi. To vãi đi, bắn chết đồng minh rồi. Mình chỉ còn 3 thằng thôi, mình chỉ có 3 mạng thôi. Thôi nhưng mà chắc là hết rồi đấy, ok. Trò chơi này thì nó sẽ chia thành rất là nhiều bàn khác nhau. Và khi mà chúng ta complete được cái bàn đó thì nó sẽ kết thúc, chứ nó không endless như là cái trò chơi đời 1. Trò chơi này thì nó sẽ chia theo các bàn khác nhau. Các bạn có thấy là nó có từ nãy giờ là mình đã chơi qua được bàn thứ 7 rồi. Trong cái trò chơi này thì chúng ta sẽ cứ lần lượt đi trải qua những cái bàn như thế này. Nhiều càng sau này thì nó sẽ có càng khó hơn. Chúng ta sẽ cần phải mua những cái đồ xịn hơn, súng ống các thứ, thuốc nổ. Cái phong cách đồ họa thì nó vẫn rất như vậy, cute và tối đen như mực. Nên là nó làm cho chúng ta một cái cảm giác rất là bất ngờ khi mà có một cái con quái vật nó hiện ra. Đấy, và mình bắn chết luôn cả thằng đồng minh của mình rồi. Ui dồi ôi, lắm thế. Úi dồi ôi, lắm thế. Úi dồi ôi. Nhiều vãi. Cái lúc mà nó ra nhiều rất là cuốn. Và những lúc như thế thì rất là dễ để bắn chết thằng đồng minh nếu mà có thằng nó xuất hiện. Rất là khó cái lúc đấy. Úi dồi ôi, nhiều thế rồi ôi, nhiều quá. Thực sự là rất khó. Khi mà có những lúc thì nó ra ít, quái vật ra rất ít. Nhưng mà có những lúc thì nó lại sồ ra một đống. Cái bóng nào mà nó to hơn ấy là bóng quái vật. Còn cái bóng nào nhỏ nhỏ là bóng của đệ. Mình có một đống này. Mình vẫn nhớ đoạn này, vừa nãy mình vừa mới chết vì đoạn này không. Có một đống sẽ sổ ra. Nào, cũng mẹ đây. Ôi, có mỗi mình sợ vãi. Có một mình thôi. Có mỗi một mạng thôi. Liệu có về được đích không? Có về được đích không? Rồi, mình vừa mới lấy được thêm một thằng đệ nữa. Ôi, mình lỡ tay mình bắn. Fuck. Trời ơi, khó chịu quá. Trời trời rất là ức chế. Bình tĩnh nha, vượt qua cái level này thì mình sẽ kết thúc video để cho các bạn tải tựa game này về và chơi thử nha. Mình dám cá là cái tựa game này chơi rất vui, rất fun và rất bực mình. Mày chết đi, mày. Nào, mày phát đấy. Shit, fuck, bắn nhầm, sorry. Nào đấy, cái đoạn này mình vẫn nhớ, chuẩn bị có một đám sổ ra này. Mình bắn trước. Trò chơi này nó không có đạn. Đạn là vô biên nên là bắn thoải mái, bắn tất cả đi. Kiểu đúng kiểu Hopeless ấy, tuyệt vọng, bắn linh tinh. Sợ vãi. Chúng mày vào đây, tao bắn chết hết.
đồng minh tạo bắn để sống sót. Yeah. Ok, như vậy là mình đã đến được đích. Thật là khó chịu, thật là điên rồ. Cái đặc điểm lớn nhất của trò chơi này đó là yếu tố bất ngờ. Những cái con quái vật nó sẽ sổ ra lúc nào chúng ta không biết. Và khi mà nó đã bắt đầu sổ ra rồi, nó sổ theo đàn một đám luôn, rất là nhiều. Và chính cái khung cảnh đen tối của chơi này thì nó đã làm cho chúng ta không thể biết được khi nào quái vật đến. Rồi, đến đây thì xin phép được kết thúc video để cho các bạn có thể tự tải tự game này về và tự trải nghiệm cái sự tuyệt vọng trong Hopeless True. Còn bây giờ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại.